Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài cái phần mềm giả lập ở trên máy tính. Nó có tên là BlueStar. Cái phần mềm này thì nó giả lập để cho chúng ta chơi game rất là nhẹ và mượt. Nó giả lập cho hệ điều hành Android. Đấy. Và máy tính thì yêu cầu là chạy 64 bit. Đấy. Thì để tải cái phần mềm này thì các bạn lên Google chúng ta tải nó về nhé. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cài đặt cho các bạn. Nó cài rất là nhẹ và dễ nhé. Chúng ta cứ nhấn Next thôi. Theo đánh giá của tôi thì cái phần mềm này là so với các phần mềm khác thì cái phần mềm này chơi game rất là tốt nhé. Nó có ưu điểm là chúng ta chơi trên máy tính thì cái màn hình máy tính nó rất là rộng, chơi rất là sướng. Và thứ hai là nó giả lập Android cho nên là chơi nó rất là mượt. Chúng ta đợi một lúc nhé, đợi một lúc để cho nó cài đặt. Lúc cài thì hơi lâu một chút. Máy tính của tôi thì cấu hình hơi kém một chút cho nên là nó cài hơi chậm. Đối với những cái máy tính của bạn nào cấu hình nó ngon hơn thì chúng ta cài và chơi nó càng mượt. Đây tôi dùng Win 8 64 bit. Chúng ta cài xong rồi chúng ta bật nó lên thì cũng giống như ở trên điện thoại thôi, chúng ta phải đăng nhập vào Gmail để chúng ta vào CH Play để chúng ta tải game về. Thì cái phần mềm này thì cài đặt rất là dễ, chúng ta chỉ được chờ cài đặt xong. Nó không yêu cầu chúng ta làm bất kỳ một thao tác nào khác và chúng ta chỉ việc cài Gmail vào. Sign in. Chúng ta bỏ Gmail vào. Như vậy là chúng ta đã vào được phía bên trong cái CH Play. Thì bây giờ công việc bây giờ thì đơn giản thôi. Các bạn có thể chọn bất kỳ một cái game nào về để chúng ta chơi. Đấy. Thì theo tôi đánh giá thì cái phần mềm BlueStar này thì chơi cực kỳ mượt. Đấy. Các bạn có thể download về, các bạn cài và các bạn chơi thử nhá. Link thì nếu các bạn chưa có thì tôi để dưới phía bên dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể tải về các bạn chơi. Thì chúng ta chỉ việc tải game về thôi. Cũng giống hệt như trên phần mềm Android thôi các bạn. Tôi thử tải đại một cái game xem sao. Đấy, nó chạy rất là nhanh. Tuy là máy tôi có hơi yếu nhưng mà nó chạy rất là mượt. Thì ở trên giao diện chính của cái phần mềm này thì nó có một số các công cụ như dấu trừ thì cho xuống
cái do ô vuông ở giữa thì cho nó rộng ra đấy, còn x là tắt đi. Bạn thấy thế nào? Giao diện nó rất là rộng và đẹp. Cứ thế là chúng ta chơi thôi. Các bạn thấy video hay xin hãy cho một đăng ký nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chào tạm biệt các bạn.